ta bán gì chị? Dương Gian đúng không?
chị muốn chơi lên không? Cái chỗ hôm bữa đúng không? Dạ hôm bữa lên tới rồi đúng không? Ta chị coi thứ gì thầy thẳng luôn không chứ không thân rai đúng không nó kêu thân rai chị coi nghe map vậy. Đẹp quá.
mà ở đây không thấy hết thung lũng ha. Chụp hình không chị? Xin chở chụp hình ha. Đẹp quá. Hả? Đúng rồi, chụp hình không? Ok, thôi go nha. Có. Bây giờ đang quay mà. Hả? Ok, thôi đi luôn ha, hỏi chụp hình ha. Để phim thôi. Đừng kẹt đằng kia lâu quá rồi. Ủa cái dốc cao vậy? Em không thấy đấy. Không dám chạy. Ok thấy rồi. Nãy mình quên gì không? Chị biết nãy mình quên gì không? Quên mua nước. Ok. Thank you.
kinh khủng khiếp. Hình như bia không phải không? Hình như trước đó, trước đó. Có nước đúng không? Nước dọc dọc chị nghĩ phải có chứ. Meters. Turn right. À đây nè, có cà phê nè chị. Vô mua nước nè, trà sữa kìa. Đây bán nước đâu hả? À đem chạy vô thử hả? Chị hỏi đi, có thì chạy vô. Phải để đằng kia đó đúng không? Vô luôn không? 300 meters. Turn left. Vậy anh này mới mở ra cái đường mới chị ơi. Từ trước mình đi đâu có đâu. Đúng không? Ở đây giờ phát triển quá trời ha. Đợt mình đi đâu có cái gì đâu. Giờ xây cà phê này kia. Ở trên cầu nguyên có hồ hả? chị có mát đi. Chị sợ cái đường ấy luôn chị sợ cái đường ra Bình Định luôn ấy. Cái đường vờ gì á, gành đỏ gì đó. Đẹp quá. Chỗ này chạy chiêu chiêu đây nè. Quá trời. Mình đi đường khác đúng không?
Qua. Qua. Em ơi, xin đã phúc mà hòa hợp với thiên nhiên xíu. Hả? Xin đã phúc hòa hợp với thiên nhiên xíu nha. Không. Ơi. Sao vậy? Không hòa hợp thiên nhiên xíu mà cũng không cho nữa hả? Quá trời luôn. Đây là cái gòn hả chị? Này cái gì hả? Cái sắn. Cái sắn hả? Sắn. Sắn hả? Ờ. Quá trời luôn, một đồi sắn luôn. Woo! Woo! Cái điện thoại quay không? Em có đang quay phim không ạ? Có. Đây để chị quay chậm. Wow, mình check in tắm rồi chị. Đây đẹp quá. Ra giữa đường luôn. Thôi nhưng mà mình đứng giữa đường thôi, đừng ra xe. Ở bên. Không cho nó check in với con Nguyễn Văn Hòa. À ok. Đồ độc ác. Thôi cứ check in luôn chị. Sao không, cái đại đấy rồi, không có thời gian mà. Ô, xe, không có thấy đâu. Có xe mà, thôi mình vô đây đi. Đây, nhìn góc này ha. Ok, được không? Được. Làm tấm hình chết đi. Rồi. Rồi. Em chị check in làm một lắm, check in đi. Rồi, chị đứng ngay xe đi. Em chụp. Không ngã đâu. Rồi. 2 3. Ờ đúng rồi, dạ vậy đẹp hơn. 2 3 2 3. Góc rộng nha. 2 3. Sao để thấy được cái phía xa kia kìa. 2 3 2 3. Rồi giữ nhìn hướng xa đi. Không, vô. Được. Mình không chơi gì được. Mình đang lấn chiếm trái phép lòng lề đường. Rồi, làm tấm selfie đi. Anh chị làm tấm selfie đi. À, đúng rồi, đứng đây. Thấy được, cái ở phía sau. Đây, đó. Nè, muốn chơi gì thì chơi cái này. Cầm nút tăng âm lượng chụp. Góc siêu rộng. Kì ha. Chị thấy tay em hơi run. Không sao đâu. Đẹp hả? Ừ. Đúng rồi. Không? Đẹp, go. Chị. Rồi, lên. Không, chưa, chừng nào xong em mới đi mà.
Rồi, ok chưa? Quá. Quá trời đẹp. Trời ơi. My God, đẹp. Sân rộng vãi, sân banh hả? Hả?
À. Mày vẫn đi đúng đường mà đúng không chị? Đúng đường đúng không? Sao em cảm giác mình giống sống xuống thác vực hồn quá vậy? Ồ. Wow. Vậy mà chiếc Vision vẫn leo nổi nha. Ở đây nguyên một cái làng luôn đó. Chị, trước kìa, trước hơn trước. Holy shit. Cô giáo. Xuống dốc liên tục.
Hả? Cái này giống kiểu Hà Giang mini quá chị, đúng không? Năm sau hả? Sao hả? Ok, mình dán cái mình lại vòng tiếp. Năm sau mình ra Quảng Ngãi chơi đi. Cứ mỗi năm mình đi sang chút một chút vậy không? Wow. Trời ơi trời. Ú. Sao chị? Cái đường nhìn sợ thiệt luôn á. Vậy người ta vẫn chạy xe lên được. Đeo ngoạn mục mini. Phải không? Xuống dốc liên tục mà.
đã đẹp kinh khủng khiếp. Trời ơi, chạy vậy biết nào xong rồi. Mình không trải nghiệm mình không trải nghiệm Vịnh Xuân Đài đúng rồi chị ơi, tại này này còn hơn Vịnh Xuân Đài nữa đúng không hả? Hả? Tôi tâm ra nhưng mà còn đường khác để tôi. Đang làm đường. Rồi hết rồi. Mình xuống cao nguyên rồi. Mình xuống đồng bằng rồi không? Đẹp như ăn nhất vậy phải không?